Thầy xin chào tất cả bạn các em nhé. Ở video ngày nay thì chúng ta cũng đến với một câu chất béo khá thú vị của đề của Sở Giáo dục và Đào tạo ở Nghệ An vừa mới thi sáng nay xong. Thì khi chúng ta làm một câu chất béo thì thường là chúng ta nghĩ tới những cách, ví dụ như là cách dồn chất này, hoặc là cách đồng đẳng hóa này, hoặc là quy đổi, đúng không ạ? Những cái cách ví dụ như dồn chất này, đồng đẳng hóa này, quy đổi này thì sẽ giúp cho một bài toán phức tạp trở nên đơn giản hơn. Nhưng đôi khi bạn gặp phải những bài chất béo bản thân nó đã đơn giản rồi thì hãy cứ để đơn giản đấy mà giải. Chứ nếu mà chúng ta mà càng cứ đi theo cái kiểu như là dồn chất hoặc là đồng đẳng hóa hoặc là quy đổi thì có khi bài toán lại trở lên nó bung bét thêm, nó càng phức tạp thêm các bạn ạ. Thế nên do đó thì đây là một cái ví dụ kinh điển cho cái việc là gì, ban đầu nó đơn giản như nào thì hãy cứ để nó đơn giản như vậy, không nhất thiết phải cứ phải là dồn chất hoặc là đồng đẳng hóa hoặc quy đổi. Chính vì chúng ta cứ mãi mê theo cái kiểu dồn chất quy đổi mà có khi lại làm cho bài toán nó trở nên phức tạp hơn. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đề bài cho như sau ạ. Chất béo X đây được tạo bởi glycerol và ba axit béo axit palmitic, axit stearic và axit Y có công thức là C17HICOOH cho 25,66 gam E gồm các anh X và Y, tỷ lệ mol tương ứng là 2:3, tác dụng hết với một lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glycerol và 26,88 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, X mol hỗn hợp E thì tác dụng với tối đa với lượng brom cho dung dịch thì thu được là 67,32 gam sản phẩm hữu cơ, giá trị X bằng bao nhiêu? Vâng, cũng phải sẽ nói với các bạn một chút như này này, Thái Nguyên hôm nay mưa suốt ngày luôn. Thành ra là nó hơi lẫn tiếng mưa một chút, nó video bị hơi bị ồn. Thế nên các bạn thông cảm nhé. Còn bảo là chờ cho tạnh mưa để mà quay thì thực sự là chưa biết lúc nào trời mới tạnh mưa. Và bảo là thầy có cái phòng cách âm nào không thì xin thưa cái lâu đài 9m2 này thì không, cái điều gì đó mà gọi là phòng cách âm thì nó một cái gì đó quá xa xỉ các bạn ạ. Thế nên thôi các bạn cố gắng vâng xem video và thông cảm cho thầy nhé. Ở đây mình có này. Mình có đây là hỗn hợp gì? Hỗn hợp đây mình sẽ có là hỗn hợp E. Hỗn hợp E đây thì gồm có ai? Hỗn hợp E thì gồm có chất X, đúng không? Chất X đây là chất béo, đúng không? Chất béo đây thì nó sẽ được tạo ra từ ba gốc, gốc palmitic, đúng không? Gốc palmit, đây là palmitat này, C15H31 COO. Gốc thứ hai là gốc stearat là gốc C17H35 COO. Và gốc thứ ba đây đó là gốc C17HI COO, CO đó. Vâng. Ông trời chiều lòng người đấy, thấy tạnh tạnh mưa đấy, ngớt ngớt rồi. Ở đây thì ngoài thằng X ra thì mình có gì ạ? Có thằng Y, Y là ai? Y chính là anh axit này. Thế vậy ở đây, người anh em Y đây sẽ là C17 này, HI COOH. Đó. Hai này có tỷ lệ số mol là bao nhiêu? Là 2:3 thì thầy gọi anh này có số mol là 2A, anh này có số mol là 3A. Mình tránh cái ẩn X ra bởi vì ở đây nó X mol mà, nên thôi mình ghi là 2A và 3A nhé. Ở đây thì cả chất béo và anh axit béo đều tác dụng với NaOH. Đó thì sẽ sinh ra đây là gì? Anh chất béo này mà tác dụng với NaOH thì thứ nhất là nó sẽ sinh ra là anh muối, nó sẽ sinh ra đây muối. Có bao nhiêu muối thì xin thưa là có 3 muối tất cả. Và 3 muối này có khối lượng bao nhiêu? 3 muối này có khối lượng là 26,88 gam. Thứ hai là nó sinh ra glycerol, anh này sẽ sinh ra là glycerol C3H5OH tất cả 3 lần đó. Thì anh glycerol này chất béo là 2A thì glycerol sinh ra đây là 2A mol nhé. Acid mà tác dụng với bazơ thì thu được muối và nước, ở đây sẽ có là anh nước. Nước là bao nhiêu? Ở đây nước đây, acid COH đây là 3A thì hiển nhiên là lượng nước đây sẽ là 3A mol. Đó. Bây giờ chúng ta chỉ việc nhẹ nhàng bảo toàn khối lượng thôi là xong. Bởi vì sao chúng ta nghĩ tới bảo toàn khối lượng? Bởi vì đầu bài cho con số này là 25,66 gam và khối lượng của muối đây là đây, khối lượng của anh E này nhé. Đầu bài cho là bằng 25,66 gam. Đề bài cho số liệu dưới dạng khối lượng và khối lượng này không thể đổi được thành số mol thì nghĩ tới bảo toàn khối lượng thế thôi. Ta sẽ có như sau. Khả năng là thầy sẽ viết bút màu xanh đi cho dễ nhìn nhé, bút màu xanh đi. Thì ta sẽ có phương trình đây, đó là bảo toàn khối lượng này, bảo toàn khối lượng. Thì khối lượng anh E này là 25,66 cộng với anh NaOH đây. Thì anh này ăn được mấy NaOH? Xin thưa là anh này ăn được là chất béo này ăn được 3 NaOH thì sẽ là 2A nhân 3 là 6A. 6A cộng 3A thì anh này sẽ là 9A. Ok. Như vậy thì ta sẽ có anh NaOH đây là 9A nhân với 40 bằng muối đây là 26,88 cộng với anh glycerol đây là 92 nhân với 2A cộng với nước đây là 18 nhân với 3A. Ok. Và phương trình này ta thấy là phương trình bậc nhất một ẩn thôi và mình sẽ dễ dàng bấm ra được giá trị của A bằng, bấm máy tính ra thì A sẽ bằng là 0,01 mol các bạn nhé. Đó. Thì sau khi biết A 0,01 rồi thì thằng này sẽ là 0,03 và chất béo đây sẽ là có số mol là 0,02, đúng chưa ạ? Em biết khối lượng của anh này, tổng khối lượng này là 25,66 chưa? Biết. Thì em biết được gốc C15H31 này, C17H35 này, em trừ C trừ OO này, trừ C trừ O này thì mình sẽ ra được thằng hydro đây, mình sẽ ra được ẩn Y. Và từ đó mình sẽ ra được suy ra đây, mình sẽ dễ dàng suy tiếp là ẩn Y sẽ bằng
Bạn bấm ra y sẽ bằng 33 các bạn nhé, y bằng 33, bởi vì đây tổng nhé, bạn có cộng tổng hết tất cả khối lượng này vào đúng không, là bằng 25,6. Bạn trừ 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 đi. Đấy, số mol có rồi, em trừ hết tất cả những thằng biết đi, còn chỉ trừ lại mỗi thằng hero thôi. Bạn sẽ tìm được thằng y, y bằng 33. Và sau khi biết rằng y bằng 3 rồi thì cái người anh em acid ấy, đúng không? Chúng ta sẽ có thằng acid y. Acid y nó chính là acid oleic nhé, C17H33COH. Xong. Thế về câu chuyện tiếp theo đây, đó là gì? Câu chuyện tiếp theo đây đó là cái lượng brom phản ứng. Đấy, lượng brom phản ứng sẽ bằng bao nhiêu? Thì anh này C15H31 này no rồi, ok thì không ăn brom nữa. Thằng C17H33 này no rồi, không ăn brom. Chỉ có thằng C17HI đây và C17H33 đây nó sẽ ăn được thằng brom. Anh này ăn được một brom, thằng này cũng ăn được một brom, thì vậy tổng lượng brom phản ứng sẽ là bằng 0,05 mol. Biết số mol brom chưa? Biết. Thế vậy thì mình sẽ suy ra đây, đó là M của sản phẩm hữu cơ. M sản phẩm hữu cơ thì sẽ bằng M của anh E là 25,66 cộng với lượng brom phản ứng là 0,5 nhân với 160, và cái sản phẩm hữu cơ chúng ta thu được ở đây nó sẽ bằng là 33,66 gam em ạ, 33,66 gam. Nhưng ở đây người ta đang sử dụng bao nhiêu? Người ta đang sử dụng một cái lượng anh E là bằng 0,05 mol, 0,05 mol. Đó, khi mình sử dụng là 0,05 mol, đây anh này 0,2 và anh này 0,3 thì có phải là anh E là 0,05 mol không? Khi chúng ta sử dụng anh E là 0,05 mol thì thu được anh này là 33,66. Thế bây giờ khi mà chúng ta thu được là 67,32 gam chất hữu cơ thì cái lượng anh E này là bao nhiêu mol? Vậy ta sẽ có một cái tỷ lệ như sau nhé. Ta có cái tỷ lệ này, số mol của anh E chia cho khối lượng của sản phẩm hữu cơ. Thì dù thí nghiệm hai thí nghiệm có gấp nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái tỷ lệ của các đại lượng trong một thí nghiệm nó sẽ là một số không có thay đổi. Bởi vì sao? Thí nghiệm tăng lên gấp 10 lần thì anh E này tăng 10 lần, anh sản phẩm hữu cơ cũng tăng 10 lần thì cái tỷ lệ nó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nó luôn là hằng số các bạn nhé. Anh E đây mình sử dụng bao nhiêu? Anh E đây mình sử dụng là 0,05 mol. 0,05 mol thì chất hữu cơ mình thu được bao nhiêu? Là 33,66. Thế bây giờ người ta sử dụng là mol E là bằng x mol. Mol E đây là bằng x mol. Đó. Thì sản phẩm hữu cơ là 67,32. Thì sản phẩm hữu cơ đây là 67,32 và từ đó mình sẽ rút thằng x này ra và mình ra kết quả luôn nhé. 0,05 này nhân với 67,32 em chia cho 33,66. Ok, kết quả sẽ bằng 0,1. Đáp án mình cần khoanh là đáp án D các bạn nhé. Câu này rất nhẹ nhàng. Mình khoanh ra được đáp án D. Xong.